Sau đây xin giới thiệu những tính năng và thiết bị điều hòa không khí. Nội dung: thứ nhất, mở file bản vẽ và tạo các khung nhìn. Thứ hai, lắp đặt bộ điều khí. Thứ ba, vẽ hệ thống ống tự động đến các thiết bị. Thứ tư là vẽ ống hợp khí. Thứ năm, ghi kích thước vị trí cho hàng loạt các thiết bị. Thứ sáu, thay đổi giá trị kích thước. Thứ bảy, di chuyển ống. Thứ tám, bẻ ống tránh các thiết bị hay cột hay là tường. Thứ chín, ghi ký hiệu di chuyển của dòng khí. Thứ mười, tạo các vị trí nối ống. 11, ghi chú các thông số cho ống. 12, tạo mũi tên chỉ hướng gió cho thiết bị. 13, tạo bảng ghi chú cho bộ điều khí. 14, chèn các vị trí và tạo các thanh treo. 15, hiển thị môi trường 3D. Từ màn hình desktop, ta khởi động biểu tượng của phần mềm KDWA. Đây là giao diện của phần mềm. Đây là thanh công cụ chứa các công cụ liên quan đến lắp đặt và hiệu chỉnh đường ống. Đây là thanh công cụ liên quan đến lắp đặt và hiệu chỉnh bên thiết bị điện. Bước 1, mở file bản vẽ và tạo các khung nhìn. Chọn biểu tượng icon, mở file. Ta chọn file air conditioning. Sau đó ở vị trí này ta kích chuột để thiết lập khung nhìn. Ta đánh dấu check vào vị trí này. Bấm OK. Sau đó chọn open. Bản vẽ điều hòa không khí được mở lên và xuất hiện trên màn hình là ba khung nhìn. Khung nhìn này là hình chiếu bằng, khung nhìn đây là mặt cắt và đây là khung nhìn ở môi trường 3D. Ta sẽ phóng to cái vùng làm việc lên là chính là cái vùng này. Ở dưới mặt cắt cũng vậy. Bước 2 là lắp đặt bộ điều khí. Để lắp đặt bộ điều khí, ta chọn biểu tượng này, Evisman Device. Sau đó ta chọn Select. Và ta chọn mục số 17. Chọn Anemo. Chọn Anemo C2. Sau đó chọn E-Outlet C2 15. Ta bấm OK. Xuất hiện thông số và hình chiếu của bộ điều khí. Ta chấp nhận với thông số mặc định và ta bấm OK. Sau đó trên đây ta sẽ thiết lập những cái thông số cần thiết như là multiple ratio. Chọn chế độ V. Offset 0, góc 0. Tỷ lệ là 1:1 và ta đặt cái bộ điều khí này ở độ cao là 2650 mm. Ta nhập vào đây 2650, 2650. Sau đó ta sẽ chọn để phóng to cái vùng chọn lên, ta bấm Shift với dấu hai chấm. Ta chọn ngay vị trí này, giao điểm của người thứ nhất. Sau đó ta bấm Shift dấu hai chấm. Ta chọn người vị trí thứ hai. Chấp nhận, ta click chuột bất kỳ vào góc vị trí này. Lập tức là bốn thiết bị được đặt để xuất hiện.
Bước 3 là ta vẽ hệ thống ống tự động đến các thiết bị. Từ cái biểu tượng này ta bấm nút phải chuột, ta chọn Auto Go. Và ta tắt những với những thông số ta thiết lập như mặc định như là date. Và ta nhập ở độ cao là 3800. Sau đó ta lần lượt chọn chọn hai thiết bị này. Sau đó chọn hai thiết bị này. Ta bấm Enter. Và ta di chuyển chuột để chỉ định cái hướng ống cần vẽ, ví dụ vị trí này. Sau khi chấp nhận, ta bấm ta lít chuột ngay vị trí này. Thì lập tức ở đây là cái hệ thống đường ống được nối lên các thiết bị. Bước thứ tư là ta sẽ vẽ ống hợp khí. Từ cái biểu tượng ống này ta bấm nút phải chuột, ta chọn zoom để ta tiếp tục vẽ cái đường ống nối tới thiết bị có sẵn. Ta chọn chọn điểm này đến vị trí này. Đến vị trí này. Sau đó đến vị trí này. Sau đó trên mặt cắt ta sẽ chọn một cái điểm này. Bấm Enter. Như lập tức đường ống phải được tạo. Đường ống sẽ vẽ từ vị trí này qua vị trí này đến vị trí này và thẳng xuống. Thẳng xuống siêu bộ này. Như vậy bước thứ năm là ta sẽ ghi kích thước vị trí cho hàng loạt các thiết bị. Từ biểu tượng lên kích thước ta bấm nút phải chuột, ta chọn Construction Dimension. Sau đó ta sẽ chọn những thiết bị cần xác định vị trí kích thước, ta sẽ chọn bằng khung hình chữ nhật. Ta cần lên kích thước của cái vị trí này. Do đó ta sẽ chọn đường chuẩn thứ nhất, đường chuẩn thứ hai. Sau đó ta sẽ lựa chọn các thiết bị cần lên kích thước và ta bấm Enter. Như vậy kích thước đã được lên. Bước thứ sáu là ta sẽ thay đổi giá trị kích thước. Ví dụ ta thay đổi giá trị kích thước
1.800 thành 1.600. Thì tại vị trí này ta bấm nút phải chuột, ta chọn Change Dimension. Sau đó ta chọn Change Text và ta chọn vào kích thước 1.800. Ta sẽ sửa thành 1.600. Enter. Sau đó xuất hiện mũi tên để chỉ hướng thay đổi kích thước. Và ta sẽ cho mũi tên hướng thay đổi kích thước về phía bên phải và ta kích chuột tại vị trí này. Lập tức thiết bị sẽ thay đổi theo kích thước 1.600. Bước thứ bảy là ta sẽ di chuyển ống. Để di chuyển ống ta chọn biểu tượng là move out, tức là sẽ di chuyển ống. Chọn vào biểu tượng này và ta thiết lập các giá trị như là move out. Sau đó chọn move. Và ta chọn chế độ là mặt. Và ta nhập cái khoảng di chuyển là 300. Sau đó ta chọn một cái đường trên ống, ví dụ ta chọn đường này trên của ống. Sau đó ta chọn một đường tâm để tính khoảng cách từ điểm này cho đến đường tâm là di chuyển 300. Ta chọn đường tâm này. Ok, ta chỉ vị trí này là ống sẽ di chuyển 300. Bước thứ 8 là ta sẽ bẻ ống, tránh các cột. Thì cũng từ công cụ này ta sẽ chọn chế độ là Ground Deform và chọn chế độ là Absolute Deform để ta bẻ ống và ta sẽ khai báo giá trị đây là LL và bẻ ống theo 90 độ và chỉ bẻ một hướng, chọn One Side. Sau đó ta chọn điểm thứ nhất, điểm thứ nhì, điểm thứ ba và ta sẽ di chuyển, ta kéo chuột di chuyển thì đường ống sẽ lập tức sẽ được bẻ tới vị trí này, kết chuột như vậy, ống sẽ đường ống sẽ được bẻ. Tiếp tục bây giờ ta sẽ bẻ ống tránh cái cột và ta sẽ thiết lập là one both side. Ta chọn dạng S-shape và góc 45 độ. Và ta chọn chế độ là Transform. Ta nhập giá trị là 100. Ta để bể ống sắp xuống cái cột là 100. Các bạn lưu ý vị trí này trên hình 3D. Các bạn lưu ý vị trí này. Như vậy trên hình chiếu bằng là vị trí này ta cần bẻ ống tránh cột. Và dưới mà hình mình cắt đây là vị trí này. Giờ ta sẽ lựa chọn ống cần bẻ ống này. Sau đó ta chọn điểm thứ nhất, điểm thứ nhì và ta chọn cái tường. Như vậy lập tức ống sẽ được bẻ.
Bước thứ 9 là ghi ký hiệu hướng di chuyển của dòng khí. Thì tại vị trí này, ta sẽ bấm nút phải chuột, chọn up down symbol. Sau ta chọn cái vùng cần ghi hướng di chuyển của dòng khí. Ta chọn automatic. Sau ta sẽ chọn lập tức là hướng di chuyển dòng khí được ghi chú. Sau đó ta sẽ chọn ở đây là đổi hướng. Bước 10 là tạo các vị trí nối ống. Như vậy trên ống ta bấm nút phải chuột, ta chọn set. Ta chọn set date connection connector, set date connector. Sau đó ta chọn toàn bộ các ống. Như vậy lập tức các vị trí nối ống được tạo. Đây là những cái vị trí nối ống. Đây là những vị trí nối ống. Bước 11 là ta ghi chú các thông số cho ống. Ta ghi chú thông số cho cái vị trí ống này. Ta chọn size annotation và ta check vào dấu in slide. Dấu multi là check. Và ta chọn là cách ghi chú ống là kích cỡ của ống và độ cao của ống. Và ta chọn ống cần ghi. Như vậy ống mới được ghi chú. Bước 12 là ta tạo mũi tên chỉ hướng gió cho thiết bị. Ví dụ ta kích vào thiết kích phải chuột thiết bị này, ta chọn follow around. Sau đó ta chọn thiết bị này. Ta bấm enter. Như vậy xuất hiện cái mũi tên chỉ hướng gió cho thiết bị. Mười ba là ta sẽ tạo bảng ghi chú cho bộ điều khí. Tại thiết bị này ta bấm nút phải chuột, ta chọn E Terminalis. Sau đó ta sẽ chọn ta bấm enter và ta đặt tên, ví dụ là ta đặt là room và ta thiết lập giá trị là standard. Ta bấm ok, lập tức bảng ghi chú được tạo. Mười bốn là ta chèn các vị trí và tạo các thanh treo.
Tại thiết bị này ta bấm nút phải chuột, sau ta chọn Insert. Và các thông số là mặc định. Sau ta chọn vị trí thứ nhất này. Và ta chọn điểm thứ hai là đi vị trí này. Ta chọn Z thì lập tức những cái nút được chèn vào ống. Sau đó trên đây ta bấm vào ta chọn thanh God. Và nhập độ cao là 4000. Sau đó ta sẽ chọn cái ống mà có các nút treo. Ta bấm Enter. Lập tức trên màn hình 3D xuất hiện các thanh treo. Bước 15 là ta hiển thị môi trường 3D bằng cách phóng to khung cửa sổ này lên.